Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Hội thảo khoa học cấp trường nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường chính trị tỉnh Lai Châu hiện nay. Ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch. Đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trước khả năng xuất hiện đợt mưa lớn và lũ trên các sông suối, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ. Công điện gửi 25 tỉnh, thành phố và 10 bộ ngành. Một trong những nội dung công điện là yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó đặc biệt lưu ý công tác truyền thông, bảo đảm mọi người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, tổ chức kiểm soát, hướng dẫn giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ, nhất là việc đi lại, qua ngầm tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, khu vực nước ngập sâu. Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét. Trong 24 giờ qua, địa bàn của huyện Mường Tè, Tam Đường, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tân Uyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên đã bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong vòng 6 giờ tới, khu vực các huyện tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại các huyện phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong vòng 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp trường nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Lai Châu hiện nay. Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2024 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2024. Hội thảo là hoạt động thiết thực để giảng viên, viên chức, chủ nhiệm lớp và đồng chủ nhiệm các lớp trung tâm lý luận chính trị trao đổi kinh nghiệm, xác định, làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp trong đào tạo, trung cấp lý luận chính trị của nhà trường, đồng thời đánh giá trao đổi, làm sáng tỏ thực trạng công tác chủ nhiệm lớp. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường hiện nay. Tại hội thảo đã có 17 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo trung tâm chính trị của các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, lãnh đạo giảng viên kiêm nhiệm trong nhà trường được trình bày và trao đổi. Các tham luận đã tập trung phân tích làm rõ vai trò của chủ nhiệm lớp và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường chính trị tỉnh Lai Châu hiện nay. Đánh giá thực trạng, trao đổi kinh nghiệm, đưa ra những định hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, trung cấp lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022-2026. Thưa quý vị, cũng sáng nay 12 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa Thành phố, Ban chỉ đạo Bồi dưỡng Chính trị hè Thành phố năm 2024 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường học trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại hai điểm cầu, Trung tâm Hội nghị Văn hóa Thành phố và Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Trong thời gian 1,5 ngày, trên 890 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên của các trường học trên địa bàn của thành phố được học tập nghiên cứu một số nội dung cơ bản của Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kế hoạch 270 ngày 5 tháng 7 năm 2024 của tỉnh ủy Lai Châu thực hiện chỉ thị số 35.
kế hoạch của Thành ủy Lai Châu thực hiện chỉ thị số 35. Nghị quyết số 15 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030. Kế hoạch số 253 ngày 2 tháng 5 năm 2024 của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 15. Kế hoạch số 198 ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết số 15. Chương trình hành động số 52 ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Chương trình hành động số 48 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 28. Kế hoạch số 196 ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung cốt lõi những điểm mới trong các văn kiện tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Lớp bồi dưỡng chính trị hè giúp cho đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên ngành giáo dục đào tạo nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm trong các kết luận của Đảng, Thành ủy, thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, qua đó góp phần nâng cao nghiệp vụ, vận dụng sáng tạo, phù hợp với quá trình giảng dạy. Trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức giải bóng chuyền hơi truyền thống lần thứ 3 năm 2024. Giải có sự tham gia của 8 đội bóng với gần 80 vận động viên là cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng công an tỉnh. Các đội sẽ chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng loại chọn 4 đội vào bán kết. 2 đội thắng trận bán kết vào chung kết tranh nhất nhì. Giải bóng chuyền hơi truyền thống công an tỉnh lần thứ 3 năm 2024 là một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024. Đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện chiến sĩ công an khỏe, đơn vị công an khỏe, rèn luyện nâng cao sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ công an. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 3.300 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy thành các kế hoạch, chương trình hành động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài chúng tôi với đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu. Thưa đồng chí, những năm qua thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý giải quyết các cái công việc, nhiệm vụ để đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối. Vậy xin đồng chí cho biết những cái việc làm cụ thể nhằm tăng cường xây dựng Đảng từ cơ sở. Hàng năm thì Đảng ủy khối đã kịp thời đánh giá và xây dựng ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác năm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác và đề ra các cái nhiệm vụ giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời ban hành chương trình công tác của cấp ủy, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp để sát hợp và lãnh đạo chỉ đạo triển khai các cấp ủy tổ chức đảng, xác định rõ các cái nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Thì qua cái việc triển khai thực hiện thì công tác xây dựng đảng của đảng bộ có những cái chuyển biến rõ nét toàn diện ở các cái mặt công tác, trong đó công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thực hiện tốt, đặc biệt là công tác tuyên truyền quán triệt các cái chỉ thị nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đẩy mạnh việc thực hiện kết luận số 01, chỉ thị 05 về học tập làm theo Bác. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm đặc biệt là cái công tác nâng cao cái chất lượng sinh hoạt cấp ủy tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo cái chức năng, nhiệm vụ của cái từng loại hình tổ chức đảng
đảng viên và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng chí có thể cho biết chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ khối đã có sự chuyển biến tích cực như thế nào? Các cấp ủy tổ chức đảng đã chủ động quy định việc sinh hoạt chi bộ vào quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch và đề ra các cái biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cũng đã đi vào nề nếp và đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt của đảng. Nội dung, hình thức và việc tổ chức sinh hoạt đã đảm bảo đúng cái quy định và từng bước được đổi mới và nâng cao về chất lượng và tinh thần tự phê bình và phê bình và cái tính chiến đấu trong sinh hoạt được nâng lên. Và tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng đạt từ 80 đến 100%. Trong sinh hoạt thì cũng đã đánh giá đúng cái việc thực hiện nghị quyết Trung 4 gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp và kịp thời uốn nắn những cái hạn chế, đề xuất những cái giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Trong đó chú trọng cái công tác đánh giá và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Vâng, trong thời gian tới thì đảng ủy khối sẽ có những cái giải pháp gì để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng vững mạnh từ cơ sở, nhất là cái việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thưa đồng chí ạ? Trong thời gian tới thì đảng ủy khối sẽ tập trung triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng, đặc biệt là cái nghị quyết chuyên đề đề án kết luận của tỉnh ủy theo cái kế hoạch nhiệm vụ được các cấp ủy đã xác định trong cái việc và chú trọng cái việc thực hiện cái kết luận số 01, chỉ thị 05, tới là chú trọng cái việc sơ tổng kết các cái chỉ thị nghị quyết đề án kết luận theo chỉ đạo của cấp trên và chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thứ hai là sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảng viên theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, thực hiện tốt các cái giải pháp nâng cao cái chất lượng sinh hoạt cấp ủy tổ chức đảng. Ở đây thì đảm bảo cái việc lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên và thực hiện cái nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, đổi mới cái nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy tổ chức đảng và đảm bảo các cái chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo nghị quyết đại hội đề ra, nâng cao cái chất lượng kiểm điểm đánh giá tự phê bình và phê bình và xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, chuẩn bị tốt việc đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai các cái nhiệm vụ theo cái kế hoạch. Thứ ba là nâng cao cái chất lượng cái công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra các cấp và chủ động phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết kịp thời các cái đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Một nhiệm vụ nữa là tăng cường chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh và tăng cường đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự an toàn của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ đang là xu hướng tất yếu của thị trường hiện nay. Nhằm bắt kịp xu thế này và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, huyện Phong Thổ đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp, qua đó từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản trên địa bàn, góp phần xây dựng cho mình các sản phẩm OCOP chất lượng và giúp người dân giảm nghèo bền vững. Một trong những điểm nổi bật trong phát triển nông nghiệp nông thôn của huyện Phong Thổ thời gian qua là huyện đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng cao, vùng biên giới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thu nhập cho nhân dân trong vùng từ sản xuất nông nghiệp hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Hiện nay toàn huyện có trên 5.000 máy làm đất,
350 máy tuyết lúa mini động cơ, 1.400 máy tách hạt, 530 máy chế biến thức ăn mini. Việc cơ giới hóa góp phần thực hiện đúng lịch thời vụ, giải phóng sức lao động và giảm được khoảng 7-10% chi phí thâm canh và thay đổi nhận thức của nông dân trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp. Trước đây bà con mình đục lúa thì bằng thùng thì nó vất vả hơn. Bây giờ thì làm bằng máy thì nó cũng tốt, tôi thấy hiệu quả đỡ mất sức hơn. Trước kia thì bà con là đa số là sử dụng bằng sức người để sản xuất nông nghiệp. Nhưng trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của nhà nước thì cũng đã hỗ trợ cho bà con đầu tư các máy móc để giảm bớt cái sức lao động, để tăng năng suất lao động và giảm bớt được cái thời gian cho bà con. Trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ bằng nhiều nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư các máy móc để phục vụ cho sản xuất. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, những năm qua, các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp, nhất là việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong trồng trọt, huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và sản xuất. Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện hỗ trợ trên 8.600 kg giống lúa thuần xác nhận để sản xuất vụ mùa, trên 10.000 kg ngô, 45.000 kg vôi cải tạo ruộng cho bà con nhân dân. Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển một số giống cây ăn quả mới như là xoài GL4 chanh leo, lê VH6 và chuyển giao kỹ thuật để hỗ trợ cải tạo vườn tạp với diện tích trên 100 ha xoài lê. Ngoài ra, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai các chương trình khuyến nông khuyến lâm, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân. Trước kia thì nói chung thì dân chúng tôi thì toàn cái giống địa phương thì toàn lưu lại giống vụ này sang vụ kia thì năng suất của nó thấp. Thì bây giờ thì bên nhà nước của nó có hỗ trợ cái giống J02 với lại JR20 kia thì bây giờ năng suất của nó cao hơn và còn đem lại thu nhập cho nông dân của chúng tôi. Với nền kinh tế chủ yếu từ phát triển sản xuất nông nghiệp, xác định để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung đạt hiệu quả, thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ để giúp người dân nâng cao thu nhập. Trong đó, để phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, huyện sẽ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ra các vùng sản xuất, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề giao thương hàng hóa. Đối với lại mục tiêu phát triển các cái vùng sản xuất tập trung thì ưu tiên đầu tiên là phải phát triển được hệ thống hạ tầng giao thông. Nó là cái điều kiện để thúc đẩy. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có những cái quy hoạch hệ thống giao thông của các cái vùng sản xuất tập trung. Từ vùng lúa cho đến vùng chè, vùng cây ăn quả là chúng tôi đều xác định. Thế thì trong cái đề án của tỉnh cũng như là đề án của huyện thì chúng tôi đưa vào trong thời gian tới là chúng tôi sẽ triển khai vùng chè là khoảng độ 14 km đường giao thông nội vùng chè, hơn 5 km đường vùng lúa tập trung, thế rồi thì là hơn 2 km đường của vùng quế tập trung. Thì đối với lại cái dự án, các cái dự án này thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát để lập dự án, lập chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí vốn để triển khai thực hiện. Thời gian tới, huyện Phong Thổ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa gạo, khoai sọ, chuối, mắc ca. Huyện cũng ưu tiên đầu tư phát triển nhóm sản phẩm có lợi thế để từ đó làm thay đổi diện mạo các thôn bản trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và đưa huyện ngày càng phát triển. Thưa quý vị, an ninh trật tự đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đặc biệt ở nơi đâu an ninh trật tự được giữ vững, thì ở đó người dân yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại bản Nhiều Sang, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Đây là bản tự quản về an ninh trật tự. Bản Nhiều Sang, xã Hồ Thầu là nơi sinh sống của 60 hộ đồng bào dân tộc Dao.
Từ bao lâu nay, nhân dân trong bản luôn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, Công an xã Hồ Thầu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các hội đoàn thể thành lập mô hình bản tự quản về an ninh trật tự năm 2021. Ngay sau khi thành lập mô hình, tại các buổi họp bản, người dân đã được tuyên truyền về các nội dung liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt là các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để người dân nêu cao cảnh giác. Từ năm 2021 thì được sự chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi cũng thành lập cái tổ an ninh tự quản ở bản, và nó là về không có trộm cắp, không có ma túy, không bạo lực gia đình, và cùng nhau đoàn kết bảo vệ cái trật tự an ninh bản như sang tốt đẹp. Có các cuộc họp ở bản là luôn luôn cũng tuyên truyền cho bà con an ninh trật tự an toàn xã hội, là tuyên truyền vào cho bà con không nghiện ma túy và không trộm cắp và không bạo lực gia đình. Hàng năm, các hộ gia đình trong bản nhiều sang duy trì việc ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, mỗi hộ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của gia đình, cộng đồng. An ninh trật tự được đảm bảo, người dân trong bản tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bảo vệ diện tích rừng để có cuộc sống no ấm hạnh phúc. Hiện cả bản có 40 hectare rong giềng, 6 hectare chanh leo, 7 hectare khoai sọ. Bản này từ trước đến giờ công sở trộm cắp, người dân yên tâm phát triển kinh tế. Người dân phát triển kinh tế là nuôi lợn, trồng rong giềng, trồng lúa, chanh leo để xây dựng cả bản càng ngày càng phát triển. Sau khi có lực lượng công an chính quy về công tác tại xã, quan tâm của cấp ủy chính quyền vào cuộc của các ngành đoàn thể và sự quan tâm của người dân, phong trào đã hoạt động vào thực chất và có hiệu quả, kết quả ngày càng được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, chính quyền địa phương và lực lượng công an xã sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng mô hình an ninh tự quản bằng việc làm cụ thể để các mô hình này hoạt động phù hợp với từng địa bàn. Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình ban tự quản về an ninh trật tự, thời gian tới, Công an xã Hồ Thầu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kết hợp với đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, đổi mới nội dung hình thức biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tam Đường đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 321 trường hợp, tạm giữ 201 xe mô tô và 86 các loại giấy tờ xe liên quan. Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 236 trường hợp với tổng số tiền là 325 triệu đồng. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, huyện Tam Đường đã giảm cả 3 tiêu chí trong 7 tháng đầu năm, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.400 trường hợp bị chó mèo nghi mắc bệnh dại cắn tại 8 trên 8 huyện thành phố. Trong đó có hơn 1.340 trường hợp đã tiêm vaccine phòng bệnh dại, tăng 469 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại tại huyện Tân Uyên. Từ mức độ nguy hiểm của bệnh dại, các ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh dại, đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.